Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 4 tháng 1 và ngày 5 tháng 1. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Bộ, cường độ ít thay đổi. Gió đông bắc tăng dần và đạt cường độ mạnh trên vùng biển phía đông Nam Bộ. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có lúc gián đoạn, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, ngoài khơi sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m60, xuất hiện lúc 21h30 ngày 4 tháng 1, thấp nhất âm 0m05, xuất hiện lúc 14h30 ngày 5 tháng 1. Mực nước tại Phước Long thấp nhất 0m69, xuất hiện lúc 23h ngày 4 tháng 1, cao nhất 0m77, xuất hiện lúc 16h ngày 5 tháng 1. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.